xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam văn Nguyễn Hải Yến, hiện là giáo viên dạy văn bậc trung học cơ sở ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Chị bắt đầu viết truyện ngắn từ năm 2016 và nhanh chóng nhận được sự đồng điệu từ phía bạn đọc. Truyện ngắn của Nguyễn Hải Yến mang hai phong cách, hiện thực và hiện thực huyền ảo. Nhưng dù viết theo phong cách nào thì mỗi trang viết của nguyễn hải yến luôn đậm đặc một không khí làng quê chị dùng rất nhiều từ trong ngôn ngữ nói đời thường khiến từng câu chuyện rất đời và đưa vào đó biết bao cách ví von mắng như hát đầy cuốn hút khiến độc giả như được trở về nông thôn của những ngày xa xưa chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu với các bạn chuyện ngắn tường cao hào sâu của nhà văn Nguyễn Hải Yến. Mời các bạn cùng nghe. Con đường bê tông xóm chùa đương bon bon thẳng, bỗng dưng đâm đầu đánh ụt vào bức tường chi chít mảnh sành đành ngoặt một góc vuông hình thước thợ quành qua theo đất thừa lát lẻo chìa ra như là cái đuôi con thạch sùng rồi lại lượn một góc y như thế để trở về mạch cũ lại bon bon thẳng đến tận lối rẽ sang giếng khía giữa làng bung dường như để cảnh báo cho sự ngoắt ngoéo bất thường này ngay từ đầu đường không biết đứa nào đã đặt sẵn một tấm biển bằng nhựa dán đề can đỏ hẳn hoi chú ý sắp rẽ phía dưới vẽ cả hình rích rắc minh họa cạnh chỗ ngoằn ngoèo còn mở ngoặc ghi rõ tường bác cũng chữ cũng lượn hệt run bò thế mà người lại kể qua quen không nói chứ hệ cứ lạ là phanh cháy chợ xong khi qua rồi kiểu gì cũng quay lại vừa lườm vừa lầm bầm chửi đúng là đường điên mà nhà nào thần kinh ấy, thừa có một tí đất chó ỉa cũng tường cao hào sâu y như là lô cốt vậy bố cái giống dở người nhưng chỗ đất ấy không phải là của lão thần kinh vô danh nào mà trên tấm biển lúc nãy kể đã ghi rõ tên lão củng đất nhà lão tường cũng của nhà lão nhưng lại không phải lão xây nó được hoàn thành cấp tốc trong vòng ba ngày khi lão củng và bụ hai bị thằng con dai cả bốc cùng lúc lên xe ô tô cưỡng chế ra thành phố một chuyến tham quan để dối giả đấy là chuyến tham quan đi vào lịch sử thành huyền thoại xóm chùa vì lão và mụ từ thuở bé đến giờ chỉ kiên cường bám trụ sâu rễ bền gốc ở làng xa lắm cũng chỉ lên đến chợ huyện mua lá rong phiên hăm tám tết chứ chưa hề biết mặt ngang mũi dọc thế nào là thành phố cùng thời điểm ấy xóm chùa làm con đường liên thôn theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng hợp tác lão cùng trước đó trong cuộc họp phiên toàn thể tại đình đại đã thống nhất bằng mồm là khi đổ bê tông các anh cứ thẳng tưng mà tiến có tí đất vườn chả để làm gì lão xin hiến cho xóm không sao phải rộn thế mà chẳng hiểu thế nào mà lúc về lại mọc ra cái tường bao còn đường xóm vẫn ngoằn ngoèo chữ chi như cũ hỏi thì chúng nó bảo anh nhà bác gọi thợ đến xây ngay trong hôm bác đi xuyên đêm sáng ra chúng cháu làm đã thấy cao như là vạn lý trường thành rồi mà buồn cười thật xây mỗi đoạn tòi ra còn chỗ khác vẫn để nguyên tường dâm bụt mí điêu chứ gọi điện thoại cho bác thì ò e ý thuê bao chúng cháu chả biết làm thế nào đành lối cũ ta về lượn y cũ cho nó thoáng lúc ấy lão mới hiểu hóa ra là thằng cả đầu tư chuyến thành phố là có mục đích thấy lão cứ ngần người bọn trong xóm an ủi thôi bác sông có lúc đường có khúc thế mới gọi là luyện phản xạ chứ cứ đi thằng đuồn đuột ấy nó đần người ra chúng nó nói thế thì lão ừ để đấy nhưng cứ mỗi buổi chiều sau khi rau cỏ tưới tắm xong xuôi trong lúc mụ hai lần sờ bữa tối lão thuận chân ra đường, rồi theo lũ trẻ con ra tận sân nhà văn hóa xem chúng nó bóng bánh diều rủ. Thì cái đường xóm đình thẳng tưng, hai bên, hai hàng hoa tím, dương cao tấm biển, đoạn đường văn hóa, cứ như là cái gai chọc vào mắt lão vậy. Lúc trước, khi chưa làm, nó cũng thò ra tụt vào, cũng ngoằn ngoèo, chưa đâu có nuột y vẽ như giờ cái chỗ cắm biển kia vốn là đất của lão trường. Nghe chúng nó kể, sau hôm họp xóm chùa, thấy lão cùng tuyên bố hiến đất làm đường. Lão trường bên này, ngay lập tức cũng bảo trưởng thôn triệu tập phiên họp bất thường, cũng tuyên bố cắt ngoéo dẻo đất vườn, nắn con đường đang dẫy sần sật thành im một bể. Nghe lão trường trả lời phỏng vấn, oang oang trên đài truyền thanh xã trong chương trình nhân vật của năm rằng, có gì đâu có tí đất, chứ làm gì mà rộn. Tính tôi đã nói là làm, không như ai miệng nam mô bụng bổ cứt sắt. Lão cũng biết ngay là, lão trên đài đang nhờ gió bẻ măng, bền bỉ trả thù món cừu tình hơn 50 năm trước. Khi mụ hai, khi ấy còn là cô hai, một mực đem trả trầu cao cho anh cu trường, để về làm bạn với lão, mặc cho thầy bu chửi sấp mặt vặt đuôi nhưng chưa hết từ ngày có bức tường lão trường bỗng đổi tính gặp lão cùng mặt mũi không khó đăm đăm như trước mà giãn toét ra như là hoa mãn khai cái mồm oang oang khen nhà quan bác có cái tường khéo chim bay không lọt mà em chịu quan bác sâu mưu cao kế chắc nghĩ lại tiếc nên giả vờ làm chuyến ra thành phố kỳ tài thật đấy những lúc như thế, lão cùng chỉ biết lặng im rồi lùi vào giữa đám trẻ con, giả vờ hỏi han này nọ mấy câu rồi làng dần ra vòng ngoài. Nhân lúc chúng nó không để ý, chuồn cho sớm chợ, tự nhủ, từ mai, không ra chỗ ba quân ấy nữa. Nhưng hôm sau, tầm già chiều, khi trẻ con bắt đầu nhí nháu, rồi mụ hai đứng trong cổng ngấp nghện, nhòm ra như mọi bận, thì tự dưng trần lão lại bị cuốn theo bước ngắn bước dài đến tận tối sập mới quay về mụ hai bao giờ cũng đứng chờ sẵn bên hàng rào dâm bụt hỏi thế nào hử ông lão bao giờ cũng lắc đầu bảo không biết lâu rồi không gặp chẳng biết thế nào khéo cao hơn bọn thằng thành con nhà công rồi cũng nên lớp mấy rồi cơ mà mụ hai vừa kéo cánh cổng gỗ lập cập dạt vào một bên để cho lão đi cho đỡ vướng vừa lầm bẩm lớp mấy lớp mấy có thằng cháu học lớp mấy mà cũng không biết lão cùng đắc ý tợn vì mụ hai không biết bị lừa nó học lớp năm làm sao mà lão không nhớ chứ nhưng lão cứ khơi khơi nói thế cho mụ tưởng rằng lão không quan tâm thằng cu bằng mụ thế thôi thằng cu chính là thằng cháu đích tôn con thằng giai cả của lão đây với thành phố vài chục cây số, nhưng lại rời, nửa năm nay, lão với mụ chưa gặp lại nó. Lại kể chuyện chuyến ấy, tiếng là đưa lão và mụ đi chơi dối xà, nhưng thằng cả lại khóa cửa ngoài, tối chậm mới về, dắt theo một đứa con gái người mỏng dính, váy sống lượt sượt như là hình nhân thế mạng vậy. Xách theo hai cái hộp xốp và cái ca nhựa đựng nước canh bảo, thầy bu ăn đi, vợ con nó chờ vứt xác cho. Lão cùng bảo, ăn uống gì, anh chở chúng tôi đến nhà cái hòa. Lúc sáng, nó cho thằng cu đến, nhưng không có chìa khóa, đứng ngoài hành lang mãi. Thằng cả bảo, còn bao nhiêu là việc, tí đi giờ, thầy bu cứ im, nào rảnh, con đưa đi. Nhưng lão và mụ nhất quyết sách đồ đứng dậy. Mụ hai chân sỏ dép mồm nói, việc gì đi gì, Đi nhởi thì có, anh là cái giống thất đức, đã vợ con như thế còn rước gái về thờ, đội nó lên đầu, có ngày nó kẹp cho gãy cổ. Chúng tôi nghe anh, lên đây một chuyến, cốt là để thăm thằng cu rồi về, chứ canh ngữ anh không xứng. Rồi quay sang lão cùng, lúc ấy cũng đang cắt bị, đứng sẵn ở cửa. Địa chỉ của mẹ con nó, ông cầm rồi hở, điện thoại đâu kẻo quên. Tôi với ông có chân thì đi. Sao phải đợi đứa nào nao rảnh? Lại quay sang hình nhân thế mạng váy xanh lá đỏ xùm xòe. Tôi nói cho nhà chị biết nhé. Chị bảo chị về ở với thằng thất đức này nhà tôi mấy tháng hay mấy mươi tháng mặc xác chị. Nhưng tôi dặn trước ấy. Chúng tôi nhà quê quý người. Nhưng cái giống mèo mà gà đồng thì không bao giờ tiếp. Chị đừng bao giờ vác xác về. Kẻo lại phải dở ra ngay. Mà nhà tôi thả gà ấy, váy vó dư này quét cứt gà, giặt nhọc. Rồi lại quay sang lão cùng. Đi thôi ông, kẻo mẹ con nó chờ. Thế là lão và mụ cồn cột sách đồ ra cầu thang xuống sảnh chung cư. Lúc ấy đã lên đèn. Mụ hai ngẩng đầu nhìn tứ phía bảo. Trần đời chưa bao giờ tôi thấy nhà cửa mọc y như lô cốt như thế này. Chỉ khác mỗi cửa có một ánh đèn, chứ nếu không thành cái họng châu mai hết. Mà nhà mẹ con nó đi hướng nào hử ông? Cẩn thận lạc toi đấy. Lão cùng bảo, đường ở mồm làm gì mà rộn. Để im, hỏi anh công an này cho chắc. Anh công an của lão cùng thực ra là bảo vệ tòa nhà. Hỏi Hai cụ đi đâu mà tối vẫn còn lờ vờ như là chờ xe bị nhỡ thế này. Địa chỉ này ạ? À? Ôi, tận đầu kia thành phố cơ, tầm hơn hai chục cây số. Thế để con gọi xe hộ hai cụ nhé. Thế bốn bánh hay là hai bánh ạ? À? Lão cùng bảo. Bánh trái gì? Bụi nhà tôi thủ sẵn mấy gói kẹo từ quê rồi. Lên đây mới mua thì chết tiền à? Anh công an cười. Ý con là hai cụ đi ô tô hay là xe ôm ạ? À? Ô tô thì hai người tính ra rẻ mà xuống cùng một lúc, chứ xe ôm là dụng nhau dọc đường ngay. Mụ hai bảo, thế ô tô ông ạ, à, ngồi yên tâm, ngắm đường phố cho thỏa. Trần đời, chưa bao giờ tôi thấy lắm đèn như thế này, sáng hơn cả ban ngày mới lạ chứ. Xe đến, lão cùng đưa tờ giấy ghi địa chỉ bảo bác tài chậm chậm thí trong mụ nhà tôi ngắm đường từ thủa bé đến giờ mới ra thành phố một lần anh ạ à. tay lái xe cười thầy bảo đi chậm thì dễ chứ bắt đi nhanh thì con chịu thầy xác định đi đây sang nghĩa tân hơn chục cây số dưới quê đi mười phút nhưng ở đây ấy, cứ phải vài chục lần cái mười phút ấy mà thầy bu đi thăm ai khu ấy là dân lao động chứ không vip như bên này đâu Mụ hai bảo, chúng tôi đi thăm con dâu và cháu nội. Chúng nói chuyển sang bên ấy, dễ thường nửa năm rồi ông nhỉ. Lão cùng bảo, ừ, cái dịp mẹ nó đưa thằng cu về, cứ ấy là sau Tết, mình cắt lá xong sau vườn gói bánh trưng. Mụ hai bần thần, dân dấn nước mắt bảo, đám rong ta ấy năm nay cũng dày. Chẳng biết mẹ con nó có về để gói bánh hay không? lão cùng gắt. Phi phủi cái mồm, trả về thì sao? Nó đã bảo rồi, lúc sáng, ở ngoài hành lang, ấy, nó nói vọng vào mụ không nghe à? Lại nghe tiếng mụ hai sụt xịt bảo có nghe, nhưng từ giờ đến Tết mấy tháng nữa, không biết thế nào. Tay lái xe đẫy giờ thản nhiên lưng dựa ghế, mắt ơ hờ nhìn con đường đặc kịt người xe phía trước, cứ nhích một nhịp thì lại phanh hai. Giờ mới quay lại hỏi, hình như nhà mình có chuyện gì phải không thầy bu? Lão cùng bảo, "Ừ." Nói ra thì vạch áo xem lưng. Thằng con trai tôi nó đi với gái, vợ nó nói mãi không được thế là nó bỏ. Thằng cu ở với mẹ, nhưng con mẹ lại mải việc, từ Tết đến giờ mới cho nó về thăm ông bà một lần. Nay ra đây chủ yếu là thăm chúng nó hẹn hò suốt từ sáng chắc giờ nó đang chờ tay lái xe gật gù già thế phức tạp phết ấy nhưng thực ra thầy bu ạ à, giờ lấy nhau khó chứ bỏ nhau thì dễ lắm không hợp thì bỏ đầy thầy bu đừng có buồn mụ hai gật đầu ừ phải đấy nhưng lại chữa lại ngay bảo không đúng vẫn buồn chú ạ à, nhưng tôi tiếp nhiều hơn cái con bé ấy vừa ngoan vừa giỏi giang sinh gái, lại biết ăn ở, chứ không như cái giống ống suốt chuốt trải, tinh ăn mù làm kia. Lại còn thằng cu nữa chứ, có máu có sót. Lúc sáng, biết chúng tôi lên, mẹ con nó đến ngay anh ạ. À. Chìa khóa thì không có, cứ ngoài hành lang nói chuyện vọng vào. Còn hẹn, tối nay đưa ông bà đi chơi. Nói thật với anh là chúng tôi tiếc dâu, tiếc cháu chứ không tiếc cái thằng thất đức kia. Cứ nghĩ đến lúc nó về làm con làm cháu nhà khác, không buồn không được. Tay lái xe gật gù. Vâng, thế thì tiếc thật đấy. Hòn vàng thì mất mà hòn đất thì còn. Lão cùng nghe thấy đầm rơm rớm nước mắt, vội quay ra nhìn phố cho nguôi. Mãi đến khi nghe gọi thầy ơi thầy ơi mới giật mình quay lại hỏi đến rồi hử anh sao chỗ này tối thế nhỉ? Vâng thầy, khu này là khu thu nhập thấp, chứ không như chỗ con đón thầy bu ban nãy đâu. Mà đường nhỏ lắm, không vào được đâu thầy, thầy bu phải đi bộ nha. Mà phải gọi người ta đón, chứ ngoát ngoé như thế này là lạc đến sáng mai đấy. Mà để im, con hỏi cho. Kia rồi, xe ôm kia rồi. Anh ơi em bảo, anh biết địa chỉ này đi như thế nào không? Xe ôm phanh chúi một cái, tờ địa chỉ chìa ra, soi về phía đèn pha. Hai cái đầu cúi xuống rồi cùng lúc ngẩng lên hớn hở. Thầy bu may chưa? Anh ấy về đúng ngõ này. Thầy bu lên, anh ấy cho đi nhờ đấy. Lão cùng bảo, cảm ơn bác tài nhá. Bao giờ có dịp, mời bác về nhà tôi chơi nhá. Rồi dục mụ hai nhanh chân lên, kẻo anh xe ôm anh ấy chờ. Người ta đi chở khách, chứ có đi chơi đâu quen cái thói lề mề chân lê chân dệt rồi nghe tiếng lão tay xe ôm quay lại nhìn chằm chằm hình như là nhận ra người quen hắn ơ lên một tiếng rồi reo to bác ơi cháu đây lão cùng bảo cháu nào tôi làm gì biết anh là cháu nào kín mít thế kia mũ xe máy và khẩu trang bỏ xuống lão cùng lúc ấy mới ồ lên thịnh hả thế sao anh lại ở đây thầy anh kêu làm gì to lắm mà sao lại xe ôm như thế này bên kia cười toe toét bảo thế mới tài thầy ạ à? thế thầy bu lên thăm chị hòa phải không lên luôn con trở thịnh là con trai nhớn của lão trường lão cùng có lần bảo không hiểu sao cây lão lúc nào mặt cũng khó đăm đăm như là dằm đâm vào đít ấy lại đẻ ra cái thằng vừa nhanh nhẹn vừa biết điều như nó mụ có thế lạ không? Bố ấy, con ấy, khéo chỉ có tu hú đẻ nhở. Mụ bảo lão, đừng có mà ác mồm. Thằng Thịnh giống thể nó y như lột. Mà lão ấy gặp ai cũng sời lời mà. Chỉ gặp tụi mình mới thế thôi. Lão cùng đành gật. Ừ thì không nói nữa. Nhưng bố ấy, con ấy chỉ có tu hú đè nhờ. Có tiếng loạt xoẹt ngoài cổng. Tiếng bó rào bị mụ hai kéo dọc cái sân gạch, quăng về phía chuồng gà. Mụ bảo gọn vào đấy kẻo thằng cu chạy vướng. Hôm nay, thể nào mẹ con nó cũng về, hăm bấy rồi còn gì nữa. Mai phiên chợ huyện, tôi mí ông cho nó đi chơi Tết. Hẹn hò từ giấc ấy, lần nào mượn điện thoại chú Thịnh gọi về nó cũng nhắc. Ông để ý nhá. Lão cùng bảo, ừ, lần nào về, nó chả gọi ngay từ đầu ngõ, làm sao mà phải rộn thì ông cứ để ý co mòn tí mắt nào đâu mà sợ tiếng mụ hai thoát cái đã từ vườn vọng vào mụ ra xem đám lá rong của mụ cái đận từ thành phố về mụ đã chửi vọng thằng cả hàng tuần vì gạch vữa xây tường của nó quần đám rong ta của mụ nát như là băm bầu cuộc giới tưới vun chăm đẫm mãi giờ mới được như thế này giờ chỉ chờ thằng cu về là ngả ra thành giò thành bánh ông sang xóm đình để ý xem anh thịnh anh ấy về chưa vẫn tiếng mụ hai lão cùng không nói gì chỉ gật gật thực ra không phải để mụ nhắc mấy hôm nay ngày nào lão chả sang bên ấy tiếng là vơ vẩn xem lá xem hoa ghé nhà này nhà nọ hỏi tết đến đâu nhưng vẫn mắt nào tai nấy để ý bên lão trường xem có động tĩnh gì không thằng thịnh về thế nào cũng cho mẹ con nó đi cùng chúng nó đã hứa thì cứ yên tâm chờ lão bảo mụ hai như thế tối hôm ấy khi thằng thịnh đưa lão và mụ về đến nơi thì đã thấy con hòa dắt thằng cu đứng hóng tận đầu hẻm bảo chúng con đợi từ chiều nhưng thầy không gọi nên chả biết lúc nào sốt ruột quá chỉ sợ lạc mất thì chết tìm thằng thịnh cười lạc thế nào được xe ôm miễn phí tận nơi tiền công quy ra bữa tối xong thầy bu cứ yên tâm nghỉ mai con đưa đi thăm thành phố nhà con ngay cạnh đây mới chuyển thầy ạ à, trước con cũng ở khu anh nhà mình nhưng giờ về đây cho thành hàng xóm lão cùng hỏi thế có phải anh làm cái gì to lắm như thầy anh bảo không con hòa gật đầu bạn ấy có công ty nông sản phân phối rau củ cho một loạt siêu thị thầy ạ con đang làm công nhân cho bạn ấy anh thịnh cười bảo công nhân vip chứ không phải là dạng thường một tay quản lý trang trại của con đấy nhưng chúng con đương tính chuyển về quê vươn rộng có phải thuê thì cái gì cũng rẻ mụ hai gật đầu ừ phải thế xong trở lên bán trả hơn à con hòa Ừ, dắt thằng cu về Thầy bu làm cái lễ nhận mày làm con gái Cắt vườn cắt đất đàng hoàng Làm sao phải thuê nhà mướn cửa như thế này Rồi kiếm đứa nào hẳn hoi mà lấy Rồi đẻ lấy vài đứa để bu bế cho Hơn ba mươi rồi Thằng Thịnh xen ngang Vâng Con vẫn bảo tầm này tuổi rồi còn kén chọn cái gì Có ai hỏi thì gật nhanh còn kịp Con hòa thùng thẳng trẻ thì kén lá kén hoa, già thì kén nghĩa, sâu ra kén tình. Nhìn con bé cười mà lão nhẹ cả lòng. Lão bảo, thầy sợ nhất là lên gặp mày, thấy mặt mũi dầu dầu như là đi câu gặp lũ vậy. Việc gì qua thì cho qua, vướng bận làm gì. Nhưng nhớ sắp xếp mà về quê nhá. Nhà cửa vườn tược rộng thanh, tha hồ mà trang trại. Con bé gật đầu bảo, thầy bu yên tâm, Tết này bạn Thịnh về, con cho cháu theo xe luôn. Mụ hai vẫn đứng sau hàng dâm bụt, hóng mãi về phía ngõ, không để ý lão cùng, xách cái búa tạ đi về phía tường bao. Lúc có tính đập uỳnh uịch mới chợt nhớ ra, vừa sớn xác chạy, vừa kêu như là cháy nhà, ôi trời ơi, đám lá rong của tôi. Lão cùng thùng thẳng, làm gì mà to mồm, mụ nhìn xem, có hỏng cái nào đâu. Này, ông cầm lấy, cẩn thận kẻo bụi vào mắt đấy. Hay là để tôi lấy cái kính dâm? Ấy là lão đương nói chuyện với lão trường, đứng dưới, đỡ từng viên gạch đập ra từ bức tường bao, xếp gọn vào góc vườn. Mụ hai há hốc mồm, đờ ra như là chết, mãi mới lắp bắp bảo, sao hai lão lại như này? Hay để tôi giúp với? cái tường này nhẽ ra phải đập lâu rồi lão cùng bảo thôi mụ và làm con gà anh em tôi xong uống rượu mụ lượn vượn ở đây tình cũ không dù cũng đến cứ tránh xa là hơn mụ hai vừa nguyết vừa quay vào lão cùng bảo anh em mình làm quả này mụ ấy sốc là cái chắc cứ tưởng mình vẫn thù nhau đấy gom thời buổi này Lão trường bảo, vâng, thời buổi này thủ nhau làm gì cho nhọc. Bác đưa cho em cái xà beng. Ta khéo khéo, tránh đám rong của mụ ra. Em đã bẩu bác rồi. Thằng con dở hơi ăn cắm lợn nhà em thích ai không thích. Lại đi thích con hòa nhà bác. Em cũng nói gãy lưỡi. Bảo nó hơn mày năm tuổi lại có một đứa con rồi. Nhưng nó cứ cương quyết không nghe bảo. Con lấy vợ cho con chứ có lấy cho thầy đâu. Thầy đồng ý, con cũng lấy, mà không thì cũng thế. Cưới xong, con làm trang trại nấm. Thầy cứ lăn tăn ẩn sận, con sang bên nhà bát cũng Mấy sao vườn bên ấy thừa sức làm, nhưng giá có thêm vườn của thầy nữa thì vẫn hơn. Thế là em đành chịu, giờ còn mụ nhà em. Em tính bài này, bác xem có được không nhá. Em bảo mụ là thằng con nhà mình từng ấy tuổi rồi, đầu óc lại không bình thường. giờ hơi thế, không lấy con hòa thì có mẹ ế mõm. Đàn ông con dai giờ, thừa một ổ kia kìa. Mới lại, mụ không mưu sâu kế hiểm tính xem. Nhà mình với nhà bên ấy thù nhau mấy chục năm rồi. Giờ, bẫy được con trâu, lại rất kèm cả nghé. Thao hồ mà bắt chúng nó kéo cày giả nợ. Món hời thế, mụ còn ơ hờ, mất đừng có tiếc. Mà bây giờ, Mấy giờ rồi bác nhỉ? Thằng cu nhà em gọi lúc ấy bảo là đương vào cao tốc. Chỉ tiếng nữa là chúng con về đến nhà. Thầy nhớ phần con con lợn tất niên. Xong chỗ này, bác sang giúp em luôn thể nhé. Lão cùng vừa gật đầu vừa quai búa. Bức tường biến dần từng hàng gạch. Một khoảnh rộng mênh mông xanh mướt lá rong hiện ra. Gió chạy dọc con đường xóm. Đến khúc ngoặt chạm vào màu xanh ấy bỗng xôn xao sau cánh cổng bụi hai vẫn đứng sau hàng dâm bụt có đôi bông buông lồng đèn đỏ ngóng về phía ngõ xa Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn Tường cao hào sâu của nhà văn Nguyễn Hải Yến. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, một bức tường bằng gạch chắc chắn chi chít mảnh sành được người con trai của ông Cùng và bà Hai lừa bố mẹ cho dựng lên để bảo vệ thẻo đất thuộc sở hữu của gia đình mình. Trong khi trái với anh con trai, ông Cùng lại tình nguyện hiến mảnh đất ấy cho xóm chùa để xây dựng một con đường thẳng, thông thoáng, đẹp đẽ. Chỉ tội cho ông bị bà con xóm chùa chê cười vì trong cuộc họp trước đó ông đã hứa hiến đất làm đường mà cuối cùng lại không làm theo. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Bằng cách kể mộc mạc, dung dị, nhấn nhá, có phần giống như những câu chuyện của bà con ở quê hay kể cho nhau nghe nhà văn Nguyễn Hải Yến đã đưa người nghe trở về với quá khứ 50 năm trước khi ông Cùng là tình địch của ông Trường, người hàng xóm và cũng là người tình nguyện hiến đất như ông Cùng, nhưng không bị đứa con nào ngăn cản. Tưởng rằng bức tường ấy ngày một dày thêm, cao thêm sẽ ngăn cách ông Cùng và ông Trường mãi mãi. Thế nhưng, có một tình tiết mang tính bước ngoặt xuất hiện. Hai vợ chồng ông Cùng lên thành phố thăm cô con dâu và đưa cháu nội bị anh con trai bỏ rơi thì tình cờ được Thịnh, con trai lớn của ông Trường tận tình giúp đỡ. Mối tình giữa Hòa, cô con dâu nay được ông cùng nhận làm con nuôi và cậu con trai ông Trường tên là Thịnh rút cuộc đã hóa giải mọi rắc rối trong quá khứ và hiện tại. Đoạn kết của chuyện khi hai ông bố cùng nhau phá rỡ bức tường là một cái kết đẹp thể hiện những tấm lòng chân chất thuần hậu những tình cảm gia đình làng xóm thân thương mang đậm hồn quê việt nam một chuyện ngắn rất đời thường cho thấy đôi khi sự ngăn cách của lòng người đáng lo ngại hơn bất cứ một tường cao hào sâu hiện hữu nào và khi những khúc mắc được cởi bỏ thì sự tử tế vẻ đẹp bình dị của con người của cuộc sống lại hiện ra Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bà Cụ Cần và Bầy Chim Sẻ của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hùng Sơn. Thực tình là thoạt đầu Trong lũ sinh vật có cánh biết bay Bà cụ cần đâu để ý đến những con chim sẻ Bà cụ cần một người đàn bà nhà quê Tính tình hóm hình Thực tình chỉ quan tâm đến con quả Gã lang thang xanh mãnh Chuyên ăn trộm trứng gà Và sau nữa là con diều hâu Tên biệt kích mặc áo nâu Cao thủ trong nghề bay liệng Chuyên bắt cóc gà con Xiều hâu mai lượn cho tròn Đến mai ta gà gà con trong ngày Nhưng đó là thời gian bà sống ở làng quê Một làng quê Việt điển hình Nơi có đồng ruộng làm ra hạt lúa Có lũy che xanh Nơi trầm tích một nếp sống văn hóa cổ xưa Nơi có nhiều đình chùa miếu mạo Sầm uất một đời sống tâm linh Ngày xuân có lễ tịch Điền Tháng năm ra bánh dày ăn tết Ban ngọ Tháng bảy mở lễ vu lan Có tục cúng cháo thí Đốt vàng mã Và lễ thả chim phóng sinh Mỗi khi con người bệnh tật ốm đau Còn các bà già khi mất thì được con cháu làm lễ triệu vong đưa lên chùa để thành vãi làng và vãi nhà chùa. Còn bây giờ thì bà cụ cần lên thành phố ở với anh con trai tên Thuận một bác sĩ, một tín đồ của chúng ít thực nghiệm và duy lý triệt đề. Mẹ bỏ ngay cái túm lá hương nhu gài trên khăn đi. Đau ở đâu thì bảo con cho đi chụp chiếu xét nghiệm và cấp đơn. Thuốc ông mỹ thiếu gì mà cứ trường ướp ba cái lá lẩu hương nhu với ngải cứu sằng xịt thế nào? Lý do anh con trai quyết đưa bà mẹ nâu sồng lên thành phố là để cho mẹ được hưởng thụ trọn vẹn một đời sống thật sự văn minh sung sướng. Còn động cơ bà cụ lên ở với con trai là để đỡ đần anh. 40 tuổi rồi mà anh vẫn còn mải mê lặn lội trong nghề cứu người, vợ con chưa hề nghĩ tới. Ở thành phố tất nhiên là không còn thấy bóng dáng quạ và diều hâu, hay tiền đạo tặc dày dạng quy quyết ấy nữa. Nhưng các giống chim thì không thiếu thành phố vẫn không xa rời gốc gác thiên nhiên của mình. Nhà nhà nếu không nuôi yềng, họa mi thì cũng sáo bạch yến. Còn khi mùa xuân về thì đầy trời đan dệt đường bay của những con én cánh nhọn. Chưa kể, bồ câu thì lúc nào cũng nghe thấy tiếng gù ấm áp của các cặp uyên ương và tiếng vỗ cánh rộn ràng của chúng. Chim sẻ là giống chim bà lão cần biết chậm nhất cũng là một sự tình cờ. Thuận, bác sĩ đi chống dịch sốt rét ở Tây Bắc về, đem theo một túi gạo đồng bào thái tặng. Gạo nương dã dối, vẫn là cái thói quen từ ngày ở làng. Bà cụ cần đi chợ mua một cái dần, một cái sang và một cái mẹt về. Từng nắm gạo được bốc ra. Việc sang sẽ bắt đầu. Nắm gạo xoay tròn trên cái dần, cái sàng rồi tiếp đó nảy rào rào trên cái mẹt để rồi cuối cùng các hạt thóc lép các vẩy trấu cùng bụi cám và các hạt tấm li ti lần lượt dồn hết ra bờ rìa và sau một cái hất tay nhẹ nhàng của bà cụ đồng loạt rơi xuống và phủ lên khoảng sân một lớp bụi ưng ửng sắc vàng chính lúc ấy bà cụ nghe thấy những tiếng vỗ cánh mềm mại và sau đó là tiếng lích xích rất vui tai của những con chim bé xíu, lông nâu, điểm những sọc đen. Những con chim sẻ quen thuộc từ ngày bà còn ở làng quê. Những con chim sẻ bé nhỏ quen thuộc từ hốc nhà bay xuống khi bà cụ cần sàng sẩy gạo. Những con chim sẻ hàng ngày díu gian trong các mảnh vườn ổi, vườn cam, vườn nhãn. Những con chim có bộ lông nâu pha xám treo mình như những quả chuông trên những cọng lúa đang chín vàng. Những con chim mò sừng đen nhánh túc tích trong những chân dạ ải tìm bắt sâu bọ. Những con chim tụ họp cả bầy đông như một nắm bụi bay tung tóe lên từ những vườn hoa thành phố, từ những thảm cỏ xanh trên dải phân cách giữa đại lộ. Mỗi khi có một chiếc ô tô rú còi inh ỏi chạy qua. Những con chim sẻ từ các khu đồng sau vụ gặt ở ngoại thành bay về, đậu cả loạt làm thành một hình tượng trang trí trên các mái nhà cao tầng. Yên bình rỉa lông rỉa cánh, để lộ lớp lông tơ trắng mờ ở phần bụng. Những con chim sẻ tắm cát, một dấu hiệu của cơn bão lũ sắp về. Những con chim sẻ đã giúp cô tấm nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, để cô kịp đi dự lễ hội vua mờ trong cổ tích tấm cám những con chim sẻ hiền lành tốt bụng ôi những con chim thân thuộc đông đảo và tầm thường như đại đa số chúng sinh nhìn chúng mải mê nhặt nhạnh những hạt tấm hạt cám phần lương thực loại bỏ mà bà cụ cần bỗng chạy lòng đồng ruộng trong xu thế đô thị hóa đang thu hẹp dần nhường chỗ cho đường xá và các khu công nghiệp thao gạo hiển nhiên sẽ chẳng còn dư dật và như vậy là từ hôm ấy trong khi thực hiện một công việc hữu ích và chăm chỉ sàng sẩy phần gạo ăn hàng ngày của hai mẹ con và tiếp đó khi tình thương mến đã thành một nếp sống lại đóng thêm vai kẻ chăm lo việc sàng sẩy cho các gia đình láng giềng bà cụ vẫn thầm lặng đóng thêm vai kẻ cung đốn lương thực cho bể chim trẻ lương thực cho bảy chim. Thì tấm cám sàng xảy ra đấy, và cả những hạt cơm nguội ăn chẳng hết của mình, của hàng xóm, phơi khô để dành nữa đấy còn gì. Người đi châu Âu về thường ca ngợi, bổ câu, chim sẻ. Bên đó dạng người đến mức có thể sáng đến mổ hạt kê, hạt lúa mạch hay bỏng ngô trên tay du khách. Thì ở đây bồng lai tiên cảnh nọ, hàng ngày chẳng vẫn diễn ra trên mảnh sân nhà bà cụ cần đó sao? Cho đến một hôm, đang cho lũ chim ăn, bà cần bỗng nghe một tiếng quất rất đanh trong gió. Đàn chim nhận ra ngay tiếng động cùng mối hiểm nguy, đồng loạt vụt bay. Giật thoát mình, quay lại, bà cụ nhận ra một gã đàn ông cao lớn, dầu ria sổm soàn như người nguyên thủy, mặc đồ rằn di, tay cắp một khẩu súng hơi đang đụng đỉnh đi vào vuông sân nhà mình Chào bà cụ có tấm lòng thơm thảo Không dám chào ông Ông nói khái gì tôi vậy Hả ông chuyên nghề sát sinh Hử đàn bà lanh lạnh tiếng đồng Một hẳn chiều trông Hai thật quý còn Tôi tin bà là người như thế Vậy tôi hỏi ông Không để bà cụ nói hết câu gã săn chim đã ngả cái mũ cát kết ra, xoa cái đầu khói, cười ha ha đầy vẻ tự tin. Nói ngay không cần chỉnh đây. Bà lão ơi, bà nuôi bầy chim sẻ, bà có biết như thế là bà đang nối giáo cho giặc không? Người xưa gọi chim sẻ là một lũ tiểu nhân để phân biệt với người quân tử. Chúng là một lũ bất trị. Người Nhật có câu thành ngữ, chim sẻ biết chọn nhau là lũ chim chẳng biết sợ ai ưu điểm duy nhất của chúng là khi chúng lên đĩa lúc ấy chúng có tác dụng bổ thận tráng dương bà và... lùi lại một bước hai con mắt bà cụ cần nghiêng nghiêng nói nháy ông nói gì mà nghe ghê răng thế nhưng ông đi săn chim ơi ông có biết ông đang ở cái thế nguy cấp không thế gì mà nguy cấp vậy hả thơm thảo bà lão ăn thừa. Thế thì ông không biết chuyện cổ này rồi. Con ve sầu đang bị con bộ ngựa rình ăn thịt. Nhưng con bỏ ngựa đâu có biết. Nó đang bị con chim sẻ sắp bắt làm mồi. Trong khi đó, con chim sẻ đâu có biết một gã đi săn đang giơ súng ngắm nó. Nhưng cuối cùng ác hại chưa. Gã đi săn ngu đần quá vì không biết có con cọp đang sắp vồ mình ha ha xem ra bà lão quê mùa cũng là con người ứng biến khôn ngoan đây vậy thì hôm nay tôi xin chịu thua bà nhưng cuối cùng thì tôi cũng có trách nhiệm nói cho bà biết rằng lũ chim sẻ hoang dã này chính là giống chim phá hoại mua mang khủng khiếp nhất thành ra con người cả nước người ta hơn một tỷ dân đã đồng loạt mở chiến dịch tiêu diệt chúng cả tỷ tỷ con chim sẻ đã bị người ta giết chết đấy bà ạ. Mà chúng đâu phải là loài chim đẹp đẽ mỹ miều gì cho cam. Tổ tiên chúng cách đây 180 triệu năm chỉ là loài bò sát gớm guốc như con cá sấu, con thằn lằn ấy. Bà có biết không? Chút một hơi ra mấy cầu nọ, gã săn chim quay đi. Nhưng được vài bước đã quay lại trẻ mồi. Mà nói cho bà biết, liệu bà có chống nổi những kẻ bẫy chim đang bán cả lồng chim mấy chục con ở đầu phố nhà bà không? Đó, ở ngay đầu phố nhà bà đấy, ra mà xem. Tất nhiên là bà cụ cần có lạ gì những con chim sẻ. Nhưng làm sao bà biết được tất cả những điều mà gã đi săn chim nói về giống chim này? Có được học hành nhiều nhặn gì đâu, mà bà biết rằng cách đây 180 triệu năm để thích nghi với sự biến đổi của hoàn cảnh sống, loài bò sát trên trái đất này đã dần dần biến hóa thành loài chim hiện nay. Khi đó, những chiếc vảy của chúng biến thành lớp lông vũ và các chi trước thì biến thành đôi cánh. Còn để bay được xa, toàn thân của chúng phải trở nên một khối gọn nhẹ. Và như vậy, chúng cần có một bộ xương rỗng, trong khi đôi cánh sẽ được nối liền với bộ xương nơi bả vai bằng những đường gân chắc khỏe. Bà cụ cần sấp xỉ 70 người nhà quê. Làm sao mà biết được những con chim sẻ này thuộc bộ sẻ theo sự phân loại của các nhà điều học. Bộ này gồm rất nhiều loài sống phổ biến ở nước Anh. Rằng sẻ là giống chim ăn tạp, cả thóc lúa lẫn sâu bọ. Chúng là loài sinh vật khá thông minh. Bắt bảy con sẻ cho đi xa 650 km. Thế mà có đến 5 con tìm được về tổ cũ. Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm như thế. Chưa hết, sẽ là loài chim bay đường trường rất giỏi. Khi mùa xuân về, hàng vạn, hàng ức con bằng đôi cánh nhỏ bé của mình đã làm cuộc lữ hành từ Nam Phi về tận nước Anh. Và kỳ lạ là chúng về đúng nơi chúng đã làm tổ năm trước tất nhiên là từ hồi còn trẻ bà cụ cần có nghe người ta nói tới một thảm họa rất kỳ quái đã xảy ra với bầy chim sẻ ở một đất nước phương bắc nọ nhưng chuyện cũng đã lâu rồi và bây giờ thì bà đâu có biết chính là nhờ tập tính bay xa mà trong lũ chim đến ăn ở sân nhà bà có nhiều con là hậu duệ của những con chim đã thoát chết sau chiến dịch tiêu diệt chim sẻ chúng đã vượt hàng ngàn cây số trời ạ à! là bởi vì đó là những ngày náo loạn ở thế gian. Từ đâu không biết tung ra cái thông tin rằng chúng là đầu sò của mọi sự thất bát mùa màng. Và thế là khắp mặt đất liên tùng tục như con sấm giật chớp rung. Tiếng trống thanh la não bạt cho đến nồi niêu song trào. Tất cả những gì có thể phát ra âm thanh đe dọa đều lên tiếng. Hoàng loạn và trên thực tế là không còn nơi cư trú neo đậu. Hàng tỷ tỷ con chim sẻ đã chết. Chết vì sợ hãi, vì đói khát, vì không có một hốc cây bụi rậm nào để trú ẩn, để nương thân. Chào ôi! Trận tàn sát kinh thiên động địa kinh khủng đâu có thua cuộc đại hùng thủy, tiêu diệt hoàn toàn lũ khủng long khổng lồ. Hiển nhiên là sẽ dẫn đến họa diệt chủng, tuyệt diệt hết giống nòi, nếu không có những con chim hiểu ra sứ mệnh duy trì nòi giống của mình, đã vượt qua cuộc vây giáp sát hại bạo tàn của đế chế, thực hiện một cuộc viễn du quả cảm bằng đôi cánh, bay qua những ngọn núi băng tuyết, những sa mạc nắng cháy, về được tới phương Nam này. Và bây giờ, con cháu chúng đang được hưởng ân huệ từ tấm lòng hiền thảo nhân từ của bà Cụ Cần không hay biết những điều rắc rối của khoa học và lịch sử bà cụ cần chỉ biết lũ chim sẻ là những con vật bé bỏng yếu đuối hiền lành vui vẻ rất đáng yêu đáng thương vì chúng thường xuyên bị đói bà là một phụ nữ giàu lòng thương yêu chồng là liệt sĩ bà một mình nuôi con trong tình yêu thương nọ và thuận con trai bà học hết trung học chọn nghề y lập nghiệp cũng là thực hiện ý nguyện chia sẻ tình thương cứu nhân độ thế của bà. Cuối cùng trong những điều gã thợ săn nói, bà chỉ quan tâm tới một chi tiết. Có những kẻ chuyên nghề bẫy chim đang bán cả chục con chim sẻ ở đầu phố của bà. Và bà tức tốc đi ngay tới đó. Không ngờ là có một ông lão bẫy chim sẻ rồi đem bán làm mồi nhắm cho những quán ăn thật cũng không ngờ công việc bẫy chim lại đơn giản như thế. Công cụ chỉ là một tấm lưới răng trên hai chiếc cọc, bất thình lình ụp xuống lũ chim háu đói đang ham ăn. Hừ, hóa ra để hủy diệt một sự sống cũng chẳng khó khăn gì thật. Nhưng cũng thật không ngờ, cuộc gặp giữa bà cụ Cần và ông lão bẫy chim lại chuyển đổi, tạo nên một tình thế thật bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi, gã thợ săn chim lần này đến sân nhà bà Cần để quyết hạ thủ mấy con chim sẻ làm thức nhắm. Liền há hốc mồm và đứng như trời trồng. Góc sân nhà bà Cần đang răng một tấm lưới ni lông mảnh như tơ và trong cái lồng để ở hiên đã lúc nhúc cả mấy chục con bị bắt làm tù binh rồi. Ha ha! Trăm cái hay xoay cả vào lòng là thế đấy. Có phải không, Hãy mụ đàn bà đạo đức già, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm kia. Không một lời đáp trả, bà cụ cần cứ lặng lặng với công việc đang làm của mình, như không hề nghe thấy những lời diễu nhại của gã thợ săn. Mặc gã, việc cần làm thì xá gì những kẻ đã vụ lợi lại quen nghề đâm bị thóc, chọc bị gạo công việc răng lưới bắt những con chim sẻ của ông lão chuyên nghề bẫy chim từ hôm ấy được sự trợ giúp của bà cụ cần ở ngay trên mảnh sân bà cụ vẫn sàng sầy giải thóc gạo và cơm nguội nuôi lũ sẻ ăn hàng ngày đó là những ngày thật nặng nề bác sĩ thuận đến bệnh viện từ sớm bừng đến tối mịt mới trở về một căn bệnh lạ thật nguy hiểm vừa xuất hiện ở trẻ em trong vòng một tuần đã cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ. Cả ngành y lao vào cuộc nghiên cứu mà chưa tìm ra nguyên nhân và thuốc đặc trị. Thuận à, con ăn cơm đi, chồng còn hốc hác quá. Mẹ biết rồi, con đang lo. Mẹ có thể giúp gì được con lúc này? Bác sĩ Thuận bơ phờ trong công cuộc chống trả căn bệnh lạ nọ, quay lại. Sừng sốt khi nhìn thấy trên tay người mẹ già hiện hậu của mình là những chiếc lồng chim sẻ nho nhỏ trong đó mỗi chiếc nhốt chừng một chục con cuối cùng thì không chỉ là sửng sốt mà còn là vô cùng kinh ngạc khi thấy bà mẹ xách mấy chiếc lồng chim đó đến bệnh viện và sau khi hỏi han các cô y tá bà cụ liền đi đến nơi ba đứa trẻ bị bệnh nặng nhất đang nằm thoi thóp trước tử thần trong lo sợ vô phương cứu chữa của cha mẹ chúng tất cả ba đứa trẻ đều mới chỉ tám chín tuổi ba bà làm gì thế bà các cô y tá cùng kinh ngạc và đồng thanh cất tiếng hỏi khi thấy bà cụ cần bế từng đứa trẻ ra ban công và sau khi làm điểm tựa cho chúng ngồi thì bà cụ lần lượt bảo từng em mở cửa từng chiếc lồng thả ra tám con chim sẻ đúng độ tuổi của mình cho chúng bay lên trời mẹ mẹ làm cái trò vớ vẩn gì thế bác sĩ thuận bảo bà cụ cần anh con trai bà là người cuối cùng trong bệnh viện biết sự việc này chạy đến khi bà mẹ quê mùa vừa cho đứa trẻ cuối cùng mở cửa chiếc lồng thứ ba và từ đó những con chim sẻ vụt bay ra như những ánh chớp định trách cứ bà mẹ bằng một câu nói cửa miệng quen thuộc đại loại như thế nhưng may mắn anh đã kịp thời ngậm miệng lễ phóng sinh cứu khổ cứu nạn của tấm lòng người mẹ tử bi nhân ái khiến anh ngây người nín lặng ngây người nín lặng vì trước hết anh đang đối diện với một hiện thực siêu tầm vượt quá khả năng của mình sau nữa là cảnh tượng vỗ cánh bay lên của bầy chim bay lên bay lên nhẹ nhàng và khỏe khoắn những cánh chim sẻ quạt gió, như đang quyết trút bỏ tất cả khổ nạn nhọc nhằn của cõi trần gian. Như đang quyết rũ bỏ ốm đau bệnh tật, rủi ro, đeo bám, giáp tâm hủy hoại sinh mệnh mỗi nhân quần. Những cánh chim nhỏ bé, đại diện của sức sống tiên thiên, những cánh chim hiện thân của những sinh linh bất tử, biểu trưng cho một trạng thái cao đẳng của công cuộc sinh tồn. Những cánh chim, hình ảnh của thiên sứ, ban thông điệp thiên định về một hy vọng kỳ diệu và thật sự lớn lao hy vọng sự tròn đầy của cuộc sống không có nó sao có được sự trọn vẹn nơi cõi đời từ ban công căn phòng bệnh nhân nhìn ra bầu trời cảnh tượng càng cả lúc xem càng trở nên huyền hoặc và kỳ vĩ vì lúc này không chỉ là những cánh chim sẻ hiền lành thậm chí tầm thường đã móc vòng oan nghiệt đang trong cuộc cởi thoát biến hóa thành những ảo thể ảo hình hòa vào khúc hoan ca của bầy chim sẻ đang thay bà cụ cần thể hiện tấm lòng nhân ái bao la còn là những con chim thuộc giống loài khác Đam dệt ngang trời là những sài cánh dài và nhọn như hai mũi tên của bầy chim én vi vút những đường bay kỳ hà học là những con nhạn cánh đen ức trắng còn những con sáo mỏ vàng cánh in vệt vôi trắng và lũ trào màu chóp lông nhỏ cao trên trọng đầu và không thể thiếu bồ câu với đôi cánh dày nặng nhưng êm ái và tiếng hù ấm áp thân thương những con chim những sinh vật có cánh đẹp nhất thế gian các ca sĩ chuyên nghiệp bẩm sinh đem lại niềm vui hy vọng và tình yêu cuộc đời cho con người chuyện bà cụ Cần và bảy chim sẻ của nhà văn Ma Văn Kháng khá đơn giản. Nhân vật cũng không nhiều. Bà cụ Cần từ quê được con trai đón lên phố. Bác sĩ Thuận, con trai bà cụ Cần, gã đàn ông có khẩu súng hơi săn bắt chim và ông lão bẫy chim, những đứa trẻ ở bệnh viện. Với cốt truyện đơn giản như thế, với các nhân vật như vậy, tóm tắt lại cũng chỉ xăm câu ba điều nếu không phải là cây bút có nghề từng trải thì rất dễ non tay khiến câu chuyện kém hấp dẫn bà cụ cần nhân vật chính của tác phẩm là một người phụ nữ nông thôn chân chất mộc mạc gia cảnh của bà khá đặc biệt chồng là liệt sĩ con trai đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn chưa lập gia đình rời quê lên phố ở cùng con trai cứ ngỡ lại quẩn quanh với nhà cửa khung cảnh tù túng nơi phố thị nhưng sự xuất hiện tình cờ của bầy chim sẻ cũng có thể coi là những nhân vật trong chuyện đã khiến bà cụ cần buộc phải dành sự quan tâm cho những con vật bé nhỏ này. Nhà văn Ma Văn Kháng đã dành nhiều đoạn văn miêu tả kỹ lưỡng giống chim sẻ. Nhiều lúc, người đọc và người nghe cứ ngỡ ông là một nhà điều học, thực thụ, nghiên cứu sâu các đặc tính của loài chim sẻ, từ nguồn gốc, sinh trưởng, tính thích nghi, di cư, sinh sống. Hình ảnh bầy chim với tiếng kêu lích trích tiếng vỗ cánh mềm mại như tiếng gọi tươi trong từ thiên nhiên mát lành. Từ một sự tình cờ, bà cụ Cần đã chủ ý cung cấp thức ăn cho bầy chim sẻ. Chúng đã trở thành những người bạn gần gũi của bà. Đối với bà cụ Cần, bầy chim sẻ như những đứa trẻ hiền lành, bé bỏng, vui vẻ. Nhưng bầy chim cũng luôn phải đối mặt với bao nguy hiểm, rình rập như gã đàn ông mang khẩu súng hơi và lão bẫy chim đem chúng làm mồi nhậu. Lối kể nhẩn nha Đôi khi gây cảm giác sốt ruột nhưng cũng khiến người đọc và người nghe phải chú ý, không bỏ qua chi tiết mà mỗi chi tiết tình huống đều có dụng ý của tác giả. Vì sao bà cụ cần lại bắt tay hợp tác với lão chuyên bẫy chim? Có gì ẩn khúc ở đây? Cái nút thắt đã được cởi khi bà cụ cần gặp gỡ những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện. Lễ phóng sinh được thực hiện một cách giản dị và bất ngờ. Triết lý đạo Phật được bà cụ cần thể hiện trong lễ phóng sinh với tấm lòng nhân hậu của một người mẹ một người bà đây là chi tiết xúc động nhất có cảm giác nhà văn đã thả hồn trong những dòng cuối truyện, phiêu bồng cùng những cánh chim mang theo hy vọng niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống chuyện ngắn bà cụ cần và bầy chim sẻ của nhà văn ma văn kháng tuy khai thác đề tài không mới nhưng qua ngòi bút dày dạn từng trải tác giả đã mang lại những cảm xúc trong trẻo, nhân ái về con người, sự hài hòa với thiên nhiên môi trường. Khơi gợi những chiều sâu xúc cảm tâm hồn, đó là điều đọng lại cho người đọc và người nghe khi thưởng thức tác phẩm này. Bây giờ nghệ sĩ Lại Tâm chuyển tới các bạn bài thơ Tôi và Thiên nhiên của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát. Khi tôi mệt mỏi với đời, thiên nhiên lại nói những lời tin yêu khi tôi buồn với buổi chiều liễu lo chim lại là... 最爱。<水> bớt đắng cay nhọc nhằn khi cười giãn những đường nhăn bớt đắng